Ngày 28 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tham dự có hơn 100 đại biểu là đại diện các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, doanh nghiệp và cán bộ làm công tác môi trường trên địa bàn tỉnh. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với 16 chương, 171 điều, thể hiện nhiều đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chuyên đề như giới thiệu tổng quan chung về các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, thanh tra kiểm tra về bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đại biểu cũng thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Nội dung hội nghị là cơ sở quan trọng giúp cán bộ các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực về lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.